lịch sử hình thành thành phố Mỹ Tho. Năm 1623, một bộ phận người Việt từ miền Bắc và miền Trung vào lập nghiệp ở vùng tả ngàn sông Bảo Đình. Phường 2, phường 3, phường 8, xã Mỹ Phong, xã Tân Mỹ Chánh và Đào Thành ngày nay. Đến năm 1679, có một nhóm khoảng 3.000 người Minh Hương được chúa Nguyễn cho định cư ở vùng đất này. Từ đây Mỹ Tho là chợ phố lớn được lập ra ở làng Mỹ Chánh, huyện Kiến Hòa, mà theo cách gọi lúc bấy giờ là Mỹ Tho Đại Phố. Khu đại phố này kéo dài đến cầu Mỹ, gò cắt khu vực xã Mỹ Phong hiện nay. Vào cuối thế kỷ thứ 17, Mỹ Tho đã trở thành một trong hai trung tâm thương mại lớn nhất Nam Bộ lúc bấy giờ. Dấu ấn của đô thị Mỹ Tho trong lịch sử hình thành và phát triển 340 năm qua là phố thị, là những công trình kiến trúc, công trình quân sự. Những dấu ấn này nói lên sự phồn thịnh và vai trò của Mỹ Tho trong mối tương quan với những vùng đất mới tức khu vực Tây Nam Bộ bây giờ. Trong quyển Gia Đình Thành Thông Chí, Trình Hoài Đức mô tả sự phồn thịnh của Mỹ Tho Đại Phố như sau. Mỹ Tho Đại Phố có nhà ngói cột tràm, đỉnh cao, chùa rồng, ghe thuyền sông biển ở các ná đến đầu đông đúc, làm thành một chốn đại đô hội, phồn hoa huyên náo. Vào năm 1808, Trấn Đình Tường được thành lập, Mỹ Tho vẫn là lì sở của Trấn Đình Tường. Năm 1826, vua Minh mạng lại cho rời lì sở Trấn Đình Tường sang phía tây sông Bảo Đình thuộc hai thôn Điều Hòa và Bình Tàu của huyện Kiến Hưng, nay thuộc phường 1, phường 4 và phường 7 phủ Kiến An, tỉnh Đình Tường. Trong thời kỳ Pháp, tại Mỹ Tho có đường xe lửa dài 70 km Sài Gòn-Mỹ Tho, đây là tuyến đường sắt sớm nhất ở Đông Dương. Với vai trò là trung tâm của tỉnh, trong hơn một thế kỷ qua, các phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân thành phố Mỹ Tho chống đế quốc xâm lược liên tục nối tiếp nhau kết lại thành dòng chảy xuyên suốt chiều dài lịch sử đấu tranh của địa phương. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3/2/201930 thì chỉ sau 2 tháng tháng 4 năm 1930 tại thành phố Mỹ Tho một số chi bộ đảng cũng được ra đời như chi bộ Hàng Sáng, chi bộ trường Cơ Lê Đích Mỹ Tho, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu hiện nay, chi bộ Xóm Dầu phường 3, chi bộ Hóc Đùn, xã Đào Thành. Do vị trí và địa thế thuận lợi về đường sông cũng như đường bộ, Mỹ Tho trở thành trạm dừng chân đi về của nhiều cán bộ trong tỉnh. Đồng thời đây là trạm trung chuyển thư, tài liệu, báo chí bí mật của xứ ủy và trung ương từ Sài Gòn, liên tỉnh miền Đông về các tỉnh miền Trung và Tây Nam Bộ. Đặc biệt là trong cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, Mỹ Tho được chọn là nơi đặt các trạm liên lạc của xứ ủy Nam Kỳ ở ấp 8, xã Trung An, của tỉnh ủy ở ấp 3, xã Trung An và của liên tỉnh tại chùa Vĩnh Tràng, xã Mỹ Phong. Năm 1976, sau ngày thống nhất đất nước, thành phố Mỹ Tho được chính phủ công nhận là đô thị loại 3. Năm 2005, thành phố Mỹ Tho được chính phủ công nhận là đô thị loại 2 thuộc tỉnh Tiền Giang tại quyết định số 248/TTG ngày 7 tháng 10 năm 2005. Và vào tháng 4 năm 2016, thành phố Mỹ Tho vinh dự được chính phủ công nhận đô thị loại Y trực thuộc tỉnh Tiền Giang. Đến nay thành phố Mỹ Tho là thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị, thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Thành phố Mỹ Tho hiện có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có 11 phường và 6 xã, diện tích 8.154,08 ha với dân số 228.109 người.